Khán giả thân mến, nhắc đến Bill Gates thì chắc hẳn là các bạn ở đây ai cũng biết đúng không nào? Ông ấy giàu, ông ấy cực kỳ là giàu và ông ấy là một nhà tỷ phú nhờ tài năng và nhờ công sức của ông ấy gây dựng nên. Thế nhưng mà các bạn có biết được là khối tài sản của ông ấy thì như thế nào không? Ngày hôm nay trong video này, chúng mình sẽ cùng đưa các bạn, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là ông ấy có khối tài sản lớn như thế nào nhé. Bây giờ chúng mình cùng theo dõi nào. Vô số biệt thự. Bill Gates có cả một danh sách vốn đầu tư bất động sản lớn từ biệt thự trị giá 123 triệu đô, tức là 2.800 tỷ tiền Việt Nam ở Washington, cho tới nhiều trang trại ngựa trên khắp nước Mỹ. Phần lớn thời gian Bill Gates đều ở tại biệt thự Washington rộng 66.000 m² của mình. Ông tốn tới 7 năm và 63 triệu đô, tức là hơn 1.400 tỷ tiền Việt Nam để xây dựng ngôi nhà cùng với nhiều trang bị công nghệ cao. Ông đã mua sắm rất nhiều với số tiền 2 triệu đô vào năm 1988. Nhưng tới nay, chúng đã có giá trị lên tới là 123 triệu đô, tức là 2.800 tỷ tiền Việt Nam. Thêm vào đó, vào tháng 10 năm 2014, Bill Gates đã mua lại 228 trang trại nuôi ngựa với 18 triệu đô, tức là 418 tỷ tiền Việt Nam. Khối tài sản này bao gồm đường đua ngựa, nhà khách, văn phòng chính, bác sĩ thú y, vườn cây ăn quả và 5 chuồng ngựa, tọa lạc ở California. Những trang trại này được trang trí rất là bắt mắt. Ông trùm tư sản Jenny Craig là chủ sở hữu của khối tài sản này trước khi bán lại cho Bill Gates. Gates còn sở hữu một trang trại nuôi ngựa khác ở Wellington, Florida trị giá 8,7 triệu đô, tương đương với 202 tỷ tiền Việt Nam, được mua vào năm 2013, tức là 5 năm trước đấy. Con gái lớn thì tên là Jennifer của ông là một tay cưỡi ngựa giỏi, thế nên là gia đình đã thuê lại điền trang từ khi còn ở Florida để tổ chức các cuộc đua ngựa. Ngoài số tài sản trên, ông còn sở hữu nhiều tài sản giá trị khác qua nhiều vốn đầu tư bí mật, bao gồm khách sạn Chalice ở Cambridge, Massachusetts và một nửa khách sạn 4 mùa. Xanadu 2.0. Giờ hãy cùng tìm hiểu về vị trí thứ hai trong danh sách tài sản của Bill Gates là Xanadu 2.0 nhé. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi mà một trong những người giàu nhất trên thế giới sở hữu một ngôi nhà xa xỉ như vậy. Bill Gates tốn tới 7 năm và 63 triệu đô, tức là 1.400 tỷ, để xây dựng ngôi nhà ở Washington có tên là Xanadu 2.0 này, dựa theo hình mẫu ngôi nhà trong mơ của Charles Foster Kane. Ngôi nhà khổng lồ rộng tới 66.000 m² này được trang bị rất là nhiều tiện nghi cao cấp. Để bạn hình dung ra việc xây được ngôi nhà này thì phải cần hơn 500.000 tấm ván gỗ. Ngôi nhà được xây bằng loại gỗ 500 tuổi với 300 người thợ xây, 100 người thợ điện. Căn nhà sử dụng những nguồn tài nguyên xung quanh để giảm thiểu sự mất nhiệt. Xanadu 2.0 giống như một ngôi nhà kính. Nói theo một cách khác thì tức là nó được xây giữa thiên nhiên để điều tiết nhiệt độ hiệu quả hơn. Thêm vào đó thì căn nhà còn có một sảnh rất là lớn để đón khách, chứa được hơn 200 vị khách cơ. Tiền sảnh thì rộng 2.300 m², đủ chỗ cho 150 vị khách trong một bữa tiệc tối hoặc là 200 người trong một bữa tiệc rượu. Căn nhà thì có tới 24 phòng tắm. Trong số đó thì 10 phòng là có bồn tắm, 6 nhà bếp, một phòng xem phim tại gia chứa được 20 người được trang trí theo phong cách Art Deco với các loại ghế có tay, ghế dựa rất là thoải mái và cả một máy nổ bỏng nữa. Úi dồi ôi, nhiều phòng như thế này thì... Như thế này thì theo mình nghĩ là phải rất là nhiều người cùng đến ở cùng với ông ý. Như kiểu mình cũng muốn được đến ở. Chứ không, mấy cái căn phòng tắm này không hoạt động hoặc là bị bỏ qua, bỏ lỡ thì rất là đáng tiếc. Căn nhà rộng 900 m² này cũng nằm kế bên cái sân chơi thể thao nữa. Vậy còn có cả gara của Bill Gates chứa được 23 chiếc xe hơi. Quanh ngôi biệt thự thì có nhiều gara khác nhau lại còn nằm ở các vị trí khác nhau nữa. Một nhân viên ở Microsoft từng chi ra 35.000 đô tức là 800 triệu để có được một chuyến tham quan căn biệt thự này. Ôi dồi, thế này là đắt hơn cả chuyến tham quan Lăng Bác của Việt Nam đấy. Bể bơi. Sau khi được thấy những căn biệt thự hoành tá tràng của Bill Gates thì bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau xem đến nội thất mà ông trang bị cho ngôi nhà hào nhoáng của mình. Ngoài các căn biệt thự lớn ở Washington thì Bill Gates còn sở hữu một loạt bể bơi được trang trí rất là tỉ mỉ. Nguồn nước thì chảy ra từ một thác nước nhỏ và chảy vào cái bể rộng là 18 m. Có hẳn một khu đất rộng 3.900 m² ở xung quanh bể bơi đặc biệt này. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu, bởi vì người ta còn có thể bơi dưới một tấm kính hay trèo lên phần ban công bên ngoài. Còn có một phòng chứa lớn để tắm với hai bồn tắm và sàn nhà, còn được trang trí theo mô típ hóa thạch. Bể bơi được trang bị hệ thống nhạc dưới nước tiên tiến nhất hiện nay,
nên là các vị khách có thể nghe nhạc bất cứ khi nào họ muốn, kể cả là khi đang bơi. Ôi dồi ôi, đây là một trong số những cái ưu đãi cho khách tới thăm nhà Bill Gates đấy. Mỗi vị khách đến đây thì sẽ đưa ra mã pin riêng cho các thiết bị báo trong từng phòng, tùy theo cái mã riêng. Nhạc và ánh sáng thì thay đổi liên xoành xoạch theo. Ở mỗi phòng còn có một bộ cảm ứng để điều chỉnh môi trường trong phòng nữa. Đây đều là những xu hướng tân tiến nhất hiện nay. Nhưng mà cũng chẳng có gì to tát trừ việc cả Bill Gates đã trang bị tất cả những thứ này từ cái năm 1995 rồi. Năm đấy là chúng mình còn chưa được sinh ra nữa cơ. Những tác phẩm nghệ thuật có thể biến đổi. Trong căn nhà của Bill Gates có những trang bị rất là thú vị. Đó là những màn hình hiển thị phía sau các khung tranh sẽ tác động tới mã pin để hiện lên những bức tranh tương ứng với sở thích của mỗi vị khách. Những bức tranh trên tường có thể được thay đổi chỉ với một nút bấm. Những màn hình máy tính này tốn tới hơn 80.000 đô, tức là 1,8 tỷ tiền Việt Nam. Thế nhưng mà mọi người thì đều có thể thưởng thức những cái tác phẩm nghệ thuật hay là những bức ảnh mà mình rất là ưa thích được lưu trữ trên một thiết bị có giá là 150.000 đô, tức là 3,4 tỷ đấy. Thế mà khi mà đến tham quan cái ngôi nhà thì các vị khách sẽ được hỏi về nghệ sĩ và phong cách nghệ thuật ưa thích. Thế nhưng mà chắc cả các bạn khán giả xem gì là sẽ cũng sẽ không thích các cái phong cách nghệ thuật hay là hỏi về nghệ sĩ đâu. Thế nhưng mà Bill Gates không chỉ sở hữu những tác phẩm nghệ thuật này đâu, ông còn sở hữu vô vàn những bức tranh có giá trị. Như là cái bức căn phòng hoa của họa sĩ Jair Hassan này, bức vẽ Polo Crown này của họa sĩ George Barlow. Gates còn sở hữu bức tranh The Nursery của họa sĩ William Maris Chase cùng rất là nhiều các bức tranh giá trị lên đến cả 100 triệu đô. Đấy là từng tác phẩm nghệ thuật ở trong nhà của ông ấy thôi đấy. Nơi này có thể trở thành một bảo tàng, tuy nhiên thì chúng chỉ để mua vui cho những cái vị khách đến đây hay là chính chủ nhà mà thôi. Phi cơ riêng. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Ellen DeGeneres, Gates cho rằng ông đã mua hai thứ quá mức đắt đỏ kể từ khi trở thành tỷ phú. Ôi dồi ôi, ông ấy mới mua có hai món thôi mà mình nghĩ rằng là một cái món rẻ nhất trong nhà ông ấy cũng là một cái món cực kỳ đắt đỏ so với chúng mình rồi. Thế xem là cái món đồ đắt nhất của ông ấy là gì nhá. Cái món đồ đắt nhất mà ông sở hữu tính tới giờ, đấy là một chiếc phi cơ riêng. Ông cho rằng phi cơ riêng của ông là một niềm vui, cũng đồng thời là một cái sự tiêu xài phung phí. Có tin chưa hay là Bill Gates sở hữu một chiếc máy bay ném bom BD-700 có thể chứa được 19 người trị giá là 40 triệu đô, tức là 930 tỷ tiền Việt Nam đấy. Đây là phi cơ hạng thương gia nhá, còn chứa được từ 12 đến 16 vị khách trong 3 buồng khác nhau. Mà các buồng thì được trang bị phòng bếp này, ghế nghỉ ngơi và cả phòng vệ sinh nữa. Loại máy bay này thì đang được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng quân đội trên toàn thế giới và được xem là một trong những loại máy bay đắt đỏ nhất trên thị trường của chúng mình. Porsche. Cái dòng xe này Việt Nam mình hay đọc hoặc là hay nghe là Porsche đấy các bạn ạ. Không phải là cái dòng xe gì lạ lẫm đâu. Một món đồ nữa mà Bill Gates cho rằng rất đắt đỏ chính là chiếc xe hơi hiệu Porsche mà ông đã mua ngay sau khi trở thành tỷ phú. Chiếc xe Porsche 959 màu bạc này đúng là một chiếc xe cực kỳ quý hiếm. Chiếc xe này được thay tên theo tên ông và được xem là một trong những chiếc xe ấn tượng nhất từng được bán ra, cũng như chiếc xe tuyệt vời nhất những năm 80. Chiếc siêu xe này thì có bộ tăng áp động cơ được trang bị với bộ truyền động 6SP thay vì bộ truyền động 5SP thông thường. Nó chạy được từ 0 lên đến 60 chỉ trong 3 giây và chạy với cái tốc độ cao nhất là ở mức 195 dặm mỗi giờ. Chẳng trách mà Bill Gates lại thích cái chiếc xe này đến thế. Cái chiếc Porsche 959 này trị giá là 250.000 đô, tương đương đến 5,8 tỷ. Khi mà được ra mắt trên thị trường lần đầu tiên, nhưng mà các chuyên gia ước tính, nó có thể trị giá tới 10 triệu đô, tức là 230 tỷ đối với những tay sưu tầm đồ. Phòng đệm nhún. Bill Gates rất yêu các cô con gái của mình và nuông chiều đến mức là làm theo mọi mong muốn của các con. Căn phòng này thì là một căn phòng của các cô gái này, có cơ sở vật chất tương tự với một phòng tập gym. Các cô bé, các cô gái, con của ông có thể chơi đùa này. Và Bill Gates đã từng nói với Ellen rằng các con rất thích căn phòng này đấy, và tôi cũng vô cùng mà đánh giá cao cái căn phòng này. Hãy nhớ rằng đây chỉ là một khu vực nhỏ trong số rất nhiều các cái phòng tập của cả gia đình. Và cái căn phòng này, cái khu vực thể thao này thì có diện tích là 2.500m², có phòng sông hơi này, phòng tắm hơi và cả phòng thay đồ riêng biệt cho cả nam và nữ nữa. Ngoài ra thì còn có một loạt các sân như là sân bóng rổ, sân chơi tennis, có cả bể bơi huyền thoại của Bill Gates nữa chứ. Quả là một ngôi nhà lý tưởng để sinh sống.
Thế nhưng mà ngôi nhà lý tưởng này là dành cho các tỷ phú. Suối và bãi biển. Để có một cái không gian riêng và thật sự thoải mái thì ông thậm chí còn cho xây dựng một con suối và bãi biển tại gia nữa. Các cửa sông và đầm lầy được xây dựng để giải quyết những vấn đề liên quan đến nước thải từ bức tường lớn xung quanh căn nhà. Ông có một bờ biển dài hàng km ngay cạnh cái căn biệt thự của mình với cát được nhập khẩu từ bãi biển Caribe. Các nhà thầu ước tính tổng số tiền phải chi trả cho việc chuyên chở này là tốn ít nhất 2 triệu đô. Ở Việt Nam mình thì gọi đây là tính phí ship đấy. Mà tính ở Việt Nam thì tức là 46 tỷ tiền Việt Nam. Dù nhiệt độ nước ở Washington khá lạnh để bơi nhưng mà chắc hẳn là Bill Gates rất thích đi bộ trên cái bãi cát trắng này. Video ngày hôm nay cũng dài quá và đây cũng là kết thúc của video ngày hôm nay rồi. Trên đây là danh sách top 10 những thứ đắt nhất mà Bill Gates đang sở hữu. Hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn về cái khối tài sản khổng lồ của ông ấy nhé. Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.